sáng ngày 12 tháng 10 năm 2024, thực hiện chương trình đào tạo năm 2024, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ khai giảng hệ sau đại học khóa 7 cho 68 tăng ni, cư sĩ là nghiên cứu sinh trúng tuyển. Trong buổi lễ, giáo sư Lương Gia Tĩnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Đào tạo Học viện đã trình bày báo cáo công tác tuyển sinh thạc sĩ, xét tuyển tiến sĩ khóa 7. Theo đó, có 56 học viên trúng tuyển thạc sĩ, 12 vị trúng tuyển nghiên cứu sinh, trong đó có 13 vị là cư sĩ Phật tử. Học viên thạc sĩ phải trải qua 79 đơn vị học trình, hệ tiến sĩ với 168 học trình. Đối với những học viên không có bằng triết học Phật giáo, phải bổ sung kiến thức với 12 môn với 32 đơn vị học trình. Thay mặt phòng đào tạo sau đại học Học viện, Đại Đức Thích Thành Trí công bố các quyết định công nhận trúng tuyển thạc sĩ tiến sĩ Phật học khóa 7. Đại diện Tăng Ni Sinh, Đại Đức Thích Trúc Quang Hưng, tân học viên lớp thạc sĩ khóa 7, bày tỏ lòng tri ân chư tôn đức, quý giáo sư đã dày công tạo dựng môi trường học viện thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu Phật học và xin nguyện cố gắng, nỗ lực học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao nhất. Tại buổi lễ, chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện đã phát biểu động viên, khích lệ các nghiên cứu sinh, học viên dành thời gian nghiên cứu kinh điển, phát huy năng lực, trí tuệ để gặt hái nhiều thành công trong quá trình theo học tại học viện. Hòa thượng tiến sĩ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, rất vui mừng khi tuyển sinh hệ sau đại học khóa 7 này. Số lượng tân học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển cao, trong đó có nhiều vị là cư sĩ. Đây là nguồn động viên, khích lệ lớn lao đối với học viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài mà giáo hội giao phó.